con này nó biển Hà Nội. Đấy. Và một mẫu xe bán tại Forerunner sản xuất 2009, mang phiên bản số sàn, số tự động, động cơ của loại 2.5 máy dầu. Mẫu xe vừa chở được người mà vừa chở được đồ, mà giá tiền con này chỉ có 255 triệu đồng cho một mẫu xe bán tại Forerunner. Mẫu xe giá rẻ giật mình luôn, 65 triệu đồng cho một mẫu xe Mitsubishi Jolly đời 2003, số sàn, động cơ 2.0, 7 chỗ ngồi. Toyota Innova đời 2009 giá tiền 205 triệu đồng, đời 2009 bản G. Con này có qua dịch vụ các bác nhé. Bây giờ ra tên tư nhân biển Hải Phòng. Mẫu xe bán tại Mekong sản xuất 2011, số sàn, động cơ 3.2, máy dầu, giá tiền 145 triệu đồng cho một mẫu xe bán tại Mekong. Đấy, mẫu xe công trình công trường ok luôn. Hyundai Tucson sản xuất 2010, bản đủ cửa sổ trời Panorama. Một mẫu xe Hyundai Tucson bên em đang chào bán con này với giá là đâu đó là chỉ có 65 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Tucson 2010. Toyota Fortuner 2000, con này thì sản xuất 2011, số tự động, động cơ máy xăng hai cầu, gầm cao máy thoáng. Mẫu xe Toyota Fortuner bên em đang chào bán con này với giá là đâu đó là chỉ có loanh quanh 352 triệu đồng thôi cho một mẫu xe Toyota Fortuner, mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Mẫu xe máy lộ còi kêu 4 bánh quay đều, điều hòa mát, côn số ngọt. Đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Trend Velar Spark đời 2011. 92 triệu đồng. Bớt cho các bác 2 triệu để cho các bác 90 triệu đồng thôi. Tiếp tục đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Vios đời 2009, giá tiền 150 triệu đồng. 2009, thương hiệu Nhật Bản, số sàn, động cơ 1.5, biển kiểm soát Hải Phòng. Mang biển kiểm soát 15K 06720, một mẫu xe Toyota Vios. Con này thì nó là đời 2020 các bác nhé, 2020. À xin lỗi các bác, con này là đời 2000 con này mới về các bác nhé. Mới về thì em chưa nhớ đời, nhớ giá các bác nhé, biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, giá tiền loanh quanh trên dưới 300 triệu đồng. Và một mẫu xe bán tải máy dầu, 14C 2013, máy dầu hai cầu các bác nhé, giá tiền loanh quanh hơn 300 triệu đồng. Toyota Vios 2015 265 triệu đồng, 2015 các bác nhé, bản e xịn luôn. Toyota Vios 2010, con này thì giá tiền 160 triệu đồng, đời 2010, bản Nimo, lưng phun kịch đồ, sơn xi màu vàng cát. Kia Morning đời 2010, 100, con này chỉ với 195 triệu đồng, 2010, sơn xi màu trắng rất đẹp luôn. Bản sedan hai đầu, mang biển kiểm soát Linh Bình 35A, 200 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai i10, một mẫu xe động cơ 1.2, sedan hai đầu, tên tư nhân biển Linh Bình, sơn xi màu bạc, keo chỉ zin, máy zin. Vừa rồi thì đoàn nghị ô tô cũ Hải Phòng em vừa tổng hợp lên sóng và báo giá một dàn xe máy dầu, máy xăng 7 chỗ, 5 chỗ, nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng với anh em. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe 5 chỗ, 7 chỗ, máy dầu, máy xăng hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng đoàn nghị bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau. Dạ vâng, ô tô cũ đoàn nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hôm nay em lại tổng hợp lên sóng một dàn xe bản sedan hai đầu, hàng nhập, hàng Việt, số sàn, số tự động, hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng bên em. Vậy thì anh chị, quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe bản sedan hai đầu hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng đoàn nghị bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656565.